Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái bài học hôm nọ nhé. Hôm nay sẽ là làm quen với đàn phần 2. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà đánh giai điệu. Thứ nhất là mình sẽ bắt đầu đánh với bài luyện ngón cơ bản, có nghĩa là chưa có hoa mỹ nhé. Bây giờ để trước khi lên đàn thì các bạn cùng mình tập đọc cái bài sướng âm luyện ngón cơ bản của mình nhé. Mình sẽ đập tay để các bạn dễ hình dung hơn. Và mình theo tông đàn này nhé. Rồi, các bạn để ý nhé. Mi, re, si, si, mi, re, son, son. Mi, re, si, 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 la, son, son. La, la, si, si, mi, son, la. La, son, la, re, re. La, si, la, son, mi, son, re, mi, son, son, la, son, re. Re, son, re, re, son, la, son, son, re, 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 re. Rồi, nếu mà ai không nghe kịp thì các bạn nghe xong thì các bạn tua lại nhé. Tại vì mình không có nhiều thời gian, điện thoại của mình không có nhiều dung lượng để hát đi hát lại. Rồi, đây là sướng âm của cái bài luyện ngón cơ bản. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để lên đàn. Rồi, các bạn nhớ tư thế em đàn nhé. Các bạn lưu ý này, lúc nãy mình đọc thì mình có đập tay. Và các bạn để ý là câu nào mà mình đập tay xuống như này thì các bạn đánh vào. Đây, đây là đánh vào. Rồi, đây. Đánh vào, ra, vào, ra, vào, ra, vào. Rồi, các bạn hình dung ra chưa? Mình đánh vào, có nghĩa là phách mạnh thì đánh vào, nhẹ nhẹ thì đánh ra. Trong nhạc lý thì gọi là như thế. Với những bạn nào mà am hiểu một chút về nhạc thì sẽ dễ hiểu hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử câu đầu tiên nhé. Các bạn để ý nhé. Câu đầu tiên này, các bạn để ý này. Mi, re, si, si, mi, re, son, son. Rồi, các bạn thấy chưa? Mi đập xuống, re nhấc lên, si đập xuống, si nhấc lên. Mi đập xuống, re nhấc lên, son đập xuống, son nhấc lên. Rồi, bây giờ các bạn để ý nhá. Tay dưới này. Mi, re, si, si, mi, re, son, son. Rồi, trong bài trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn biết là dây nào là dây son, dây nào là dây sòn, dây nào là dây rể. Và ở dây son thì đâu sẽ là la, đâu sẽ là si, đâu sẽ là đô, đâu sẽ là rê, đâu sẽ là mi. Rồi, nếu mà ai chưa nhớ thì các bạn lưu ý là xem lại cái bài trước nhé, bài phần 1 ấy. Rồi, bây giờ các bạn để tay bên trên này. Rồi, các bạn lưu ý nhé, mình đánh vào dây nào thì mình ấn cái dây đấy thôi nhé. Mi này, đây dây rê thì đây sẽ là mi này. Rồi, rê dây buông này. Si này, si áp út này. Si, si, lại tiếp tục mi. Lại tiếp tục rê dây buông. Son, son. Rồi, các bạn hình dung ra chưa? Mình đánh lại nhá. Đây, các bạn để ý nhá. Mi, rê, si. Mi, rê, si, si. Mi, rê, son, son. Rồi, đây là câu đầu tiên nhá. Bây giờ mình sẽ chuyển sang câu thứ hai của bài luyện ngón cơ bản. Mi, rê, si, 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 la, son, son. Cách đánh tương tự như lúc nãy luôn. Rồi, bây giờ các bạn xác định tiếp theo mi là ở đâu, rê ở đâu, si ở đâu, la ở đâu, son ở đâu. Và các bạn sẽ đánh mi đập xuống thì sẽ đánh vào, rê nhấc lên thì sẽ đánh ra. Rồi, đây mi sẽ ở dây rê. Mi là ở khác nhé, còn đây mi là phải ở dây rê nhé các bạn nhé. Rồi, tiếp theo. Mi, rê, si, 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 la, son, son. Rồi, lại nhé. Mi ở dây rê, rê dây buông. Si, 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 la, son, son. Tương tự đây. Mi, rê, si, 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 la, son, son. Rồi. Mi, rê, si, 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 la, son, son. Rồi, đã có ai hình dung ra được cách đánh của tay bên dưới chưa? Rồi, bây giờ tiếp theo. La, la, si, si, mi, son, la. Các bạn lại xác định tiếp la ở đâu, si ở đâu, mi ở đâu, son ở đâu, la ở đâu. Đấy, những cái nốt này thì trong bài đợt trước mình đã có đề cập đến rồi. Các bạn nhớ là xem kỹ bài trước nhé.
đến cái câu la la si si mi son la la son la re re la si la son mi son son la son re re. Đấy, hai cái re này là hai cái nốt đen, có nghĩa là mình sẽ phải đập xuống hết. Mình sẽ hướng dẫn cái câu này nhé. Câu này là khó này. Câu này là nốt đen thì độ ngân của nó sẽ nhiều hơn này. Các bạn để ý nhé, ngón trỏ này ấy, mình hay còn gọi là ngón giữ nhịp. Còn tay bên phải, ngón trỏ tay bên phải sẽ là ngón giữ nhịp. Còn các ngón của tay tay bên à xin lỗi các bạn nhé. Ngón trỏ của tay bên phải sẽ là ngón giữ nhịp, còn tay bên trái thì sẽ là các ngón giao điệu. Đây, giữ nhịp, ví dụ như các bạn đọc mi mi re si si mi re son son mi re si 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 la son son. Đấy, thì cái ngón tay này của các bạn sẽ là ngón giữ nhịp. Ví dụ như các cái nào các bạn đập xuống thì các bạn đánh vào. Đấy, cái nào nhấc lên thì các bạn đánh ra. Kể cả trong nốt rề kia này, bạn có thể không đánh cái dây dây rề đánh ra, nhưng bạn vẫn phải nhấc ra để lấy đà để đánh nốt rề tiếp theo. Rồi, đối với những bạn mà mình đã gửi các bạn cái bài giai điệu luyện ngón cơ bản thì các bạn sẽ nhìn vào đấy và các bạn sẽ hình dung ra, tại vì các bạn đã có bản nhạc trước rồi. Còn những bạn nào mà chưa có thì cứ liên hệ với mình để mình nhắn tin chụp ảnh bản nhạc kia cho nhé. Bom ơi, Bom lấy cái tập kia về đây cho bác à. Đây, trong tủ của bác ấy. Đây đây đây, đây đây, trong dưới, trong túi, trong túi. Không, ở ngăn ấy, ở trên ấy, ngăn trên, trong túi màu trắng ấy. Có nhiều giấy ấy, trong túi màu trắng ở trong ngăn tủ ấy. Rồi, bên này camera trước sẽ bị ngược nhưng mà mình đã có soạn ra như thế này rồi. Nhưng mà các bạn camera trước thì sẽ bị ngược, thì mình thử quay. Đang quay không camera sao được, mình soạn ra như thế này và mình đánh vào ra hết rồi. Nhưng mà bị ngược nhé các bạn ơi. Rồi, bây giờ tiếp tục nhé. Mình đã đánh đến được đến cái câu là la son la re, la si la son mi son son la son re, thì đều là mạnh đánh vào nhẹ ra. Câu tiếp theo cũng thế thôi, nhưng câu tiếp theo mình sẽ có thêm nốt đen, có nghĩa là nốt đen kia là mình phải ngân, mình có đánh vào, mình sẽ phải đập một cái và nhấc lên thì mình sẽ phải ngân chỗ đấy. Ví dụ như cái chỗ re re son re re, đây như lúc nãy mình đập nhịp này, re son re re son re. Đấy, cái rế này là đánh vào hết thì mình sẽ đánh như thế này. Còn đây, rê son rê rê. Đấy, bạn đánh nhịp bằng cái ngón cái này này. Tiếp theo nhá. Mình sẽ hướng dẫn này. Rê son rê rê. Cũng như này thôi, nó rất là dễ hình dung thôi. Rê son rê rê. Đây. Rồi tiếp theo. Son la son son rê. Son la son son rê. Đấy, lại theo son la son son re. Rồi các bạn để ý nhá, nốt la ở đây ấy, như hôm qua mình đã hướng dẫn là mình sẽ dùng trong trường hợp mà các bạn đang đánh rế mà các bạn muốn đánh xuống nốt la luôn đấy, mà nốt la ngay sau đấy luôn thì các bạn sẽ đánh vào nốt la ở dây rể. Đây xem nhá, đây rế của dây son nhá, la dây rể đây. Son la son son re. Nếu các bạn đang đánh mà son la son son re thì từ re đến la của dây son này nó nhảy quãng rất là nhiều. Đấy. Re do si la. Re do si la đấy, nhảy quãng rất là nhiều. Nó sẽ vừa nhìn tay không đẹp mà cũng sẽ bị phô nốt, sẽ âm sẽ không hay, cho nên là người ta thường hay đánh sao đánh rế. Rê rê son la son son rê. Cái giai điệu này trong đàn tính gọi rất là nhiều, thì tất cả các bài từ rê rê son la son son rê thì đều đánh xuống nốt la ở dưới rê hết. Rồi. Bây giờ mình sẽ đánh một lượt. À đâu, xin lỗi các bạn nhé. Còn một câu nữa mà. Rê rê son la son son rê. Tiếp theo. Rê 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 rê. Câu này sẽ đọc ngân như này. Đấy, có nghĩa là vào ra vào vào đấy. Đấy là mẹo để nhớ thôi. Rê 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 rê. Các bạn để ý thấy mình nhé. Rê 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 rê. Rồi, đây là mình hướng dẫn cụ thể. Còn bây giờ là mình sẽ đánh một lần cho các bạn hình dung ra nhé.
chủ yếu là tay bên này này, chủ yếu là tay bên này trước. Nhưng các bạn để ý nhá, câu nào mà mình đập xuống thì mình đánh vào, nhấc lên thì mình đánh ra. Còn đây là mình sẽ lên tay giai điệu để cho các bạn hình dung ra nốt. Rồi, mình sẽ vừa đọc vừa đánh, vừa đọc vừa 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 đánh giai điệu cho các bạn nghe nhé. Mi re si si mi re son son mi re si 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 la son son la la si si mi son la la son la re, xin lỗi nha, la son la re re la si la son mi son re mi son son la son re re son re re son la son son re 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 re. Rồi bây giờ mình sẽ quay bên này để các bạn hình dung ra nhá. Đây, ngón cái lúc nào cũng ở đây, vạch thứ hai này. Rồi bây giờ nhá, tiếp theo này. Mi re si si mi re son son mi re si 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 la son son la la si si mi son la la son la re re la si la son mi son re mi son son la son re re son re re son la son son re. Rồi, thời lượng có hạn cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn đến đây thôi. Hẹn các bạn ở trong clip tiếp theo nhé. Có gì mà chưa hiểu thì cứ inbox hỏi mình. Còn mình có nhầm lẫn ở đâu thì những bạn nào mà đã biết mà đã đánh siêu rồi các bạn cứ góp ý nhé. Nhưng mà đừng ném đá là được. Tại vì là mình cũng không phải là quá chuyên sâu về đàn tính đâu. Mình cũng chỉ biết rất là ít thôi. Và cũng có một chút kinh nghiệm nhỏ nhỏ gọi là chia sẻ với các bạn mà muốn học mà các bạn chưa biết gì về đàn tính, và cái thứ hai là không có thời gian học thôi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nhé.